Tây Nguyên bao la và hùng vĩ. Vùng đất Ba Gian đầy khát vọng này 21 năm trước chứa đựng biết bao điều bất ngờ, tạo bước ngoặt lịch sử cho mùa xuân 1975. Đầu xuân ấy, đoàn cán bộ mang mật danh A-75 do Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng dẫn đầu đã vào Tây Nguyên triển khai kế hoạch đánh Buôn Ma Thuột. Đại tướng Văn Tiến Dũng kể lại. Việc đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột là cả một quá trình đấu trí căng thẳng với địch để giữ cho được bí mật và bất ngờ, và với một cách đánh chưa từng thực hiện. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, nguyên tư lệnh mặt trận Tây Nguyên nói: Tây Nguyên là mái nhà của Đông Dương, chiếm được Tây Nguyên sẽ uy hiếp khống chế đồng bằng khu năm và Sài Gòn. Tây Nguyên là một địa bàn rộng lớn, có dung lượng chiến trường lớn, dễ tác chiến hiệp đồng binh chủng, lại gần đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh. Tây Nguyên lại là nơi địch yếu, cho nên nguyên tắc chọn hướng chiến lược thứ nhất là nơi địch yếu nhưng hiểm yếu, và đạt hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là dễ phá vỡ chiến lược, yêu cầu thứ hai là dễ phát triển chiến lược. Mùa xuân lại về với vùng đất nơi đây. Ai đã từng sống, từng có mặt ở Tây Nguyên 21 năm trước sẽ không sao quên được cái Tết trong mùa xuân lịch sử đó. Giải phóng thấm trong bước đi của những đoàn quân vừa được bổ sung từ các chiến trường, từ hậu phương lớn, không kịp ăn Tết, chia tay với người thân bè bạn, đã được lệnh gấp vào mặt trận. Các đơn vị tiếp lương tải đạn, bộ đội địa phương và dân quân các dân tộc như cũng cảm nhận được điều mới mẻ, lớn lao đang đến gần. Đến lúc này, hậu phương lớn đã bổ sung vào Đắk Lắk 8.000 quân và trên 14.000 tấn hàng các loại. Hệ thống đường ống dẫn dầu và nhiều vũ khí trang bị vận chuyển theo đường 559 đã được lệnh ưu tiên phục vụ cho mặt trận Tây Nguyên. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng trong tâm tưởng ký ức các cán bộ chiến sĩ dự trận ngày ấy và các cán bộ lãnh đạo của Đảng nhiều năm bám đất, bám dân, chiến dịch Tây Nguyên với trận mở màn then chốt Buôn Ma Thuột vẫn cứ hiện hiện lên như một trong những trang đẹp nhất về tài trí mưu lược của Đảng ta. Ngày ấy, trong cánh rừng bên bờ sông Serepok, thay mặt Quân ủy Trung ương, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng đọc quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, gồm các đồng chí Trung tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy, các đồng chí Thiếu tướng Vũ Lăng, Đại tá Phan Hàm, Đại tá Nguyễn Lang, Đại tá Nguyễn Năng là Phó Tư lệnh, Đại tá Phí Triệu Hàm, Phó Chính ủy, để phối hợp với nhân dân nổi dậy, cơ quan tiền phương của tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc bên cạnh Bộ Tư lệnh Mặt trận. Trên khắp các chiến trường, ta vẫn tiếp tục đánh địch, mở rộng vùng giải phóng, khiến đối phương không phán đoán được hướng tiến công chủ yếu của ta. Vào thời điểm này, Mỹ Thiệu đều có chung một nhận định, Cộng sản Bắc Việt sẽ đẩy mạnh tiến công quy mô lớn hơn năm 1974, nhưng chưa đủ sức đánh lớn bằng năm 1972.
bốn quân khu sẽ bị đánh, nhưng hướng chính quân khu 2 nhằm đánh vào các thị xã Pleiku, Kon Tum. Đối với Mỹ Ngụy, xưa nay cao nguyên Trung Phần vẫn là vùng đất giữ. Kẻ xâm lược và chính quyền Tay Sai đã bày đặt ra bao nhiêu cách trị vì, song dân Tây Nguyên chưa bao giờ quy phục. Như đã chảy hòa trong huyết quản những con người nơi đây, dòng máu quật cường, bất khuất của những anh hùng Nơ Trang Lơn, Núp, Bin Năng Tắc. Là vùng đất nuôi dấu, chở che, nuôi dưỡng nhiều trung đoàn, sư đoàn chủ lực quân giải phóng, nơi đón tiếp trung chuyển nhiều đơn vị bộ đội để từ đây tỏa đi khắp các chiến trường. Thiếu thốn, gian khổ, ác liệt không làm dân Tây Nguyên và quân giải phóng ngã lòng, nản chí. Tổng thống Thiệu cũng như các kẻ tiền nhiệm đã bỏ ra nhiều công sức tạo dựng nên đội quân Bình Định, mưu toan khuất phục mảnh đất này. Không hiểu được khát vọng tự do, tín nghĩa của người dân Tây Nguyên, Mỹ Ngụy lập ấp dân sinh, lập khu trù mật, các hình thức kìm kẹp kết hợp với các cuộc hành quân truy quét, bắn giết, hủy diệt. Ngay trên vùng đất này, trong trận chạm trán đầu tiên với quân giải phóng ở thung lũng Pleime, rồi Đắc Tô, Tân Cảnh, cả đội quân nhà nghề được trang bị đến tận răng của Hoa Kỳ và các sư đoàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đều phải chuốc lấy những đòn thảm bại. Nhận rõ vị trí chiến lược quan trọng của Tây Nguyên, Nguyễn Văn Thiệu hiểu rằng không thể để Tây Nguyên rơi vào tay Cộng sản. Đến với Sư đoàn 23, sư đoàn được mệnh danh Nam Bình, Bắc Phạt, Cao Nguyên Chấn, Thiệu yên tâm ký tên vào bản kế hoạch phòng thủ Tây Nguyên và phát lệnh cách ngày một lần cho 3 chuyến máy bay chuyên chở hàng, vũ khí tiếp tế cho quân sĩ ở đây. Chuẩn bị cho kế hoạch đánh Buôn Ma Thuột, ta đã tiến hành thành công phương án nghi binh chiến lược, đánh lạc hướng chú ý của địch, buộc chúng điều quân theo ý đồ của ta. Từ phía Bắc Tây Nguyên, các sư đoàn thiện chiến của ta, sư 10, sư 320, bí mật hành quân xuống phía Nam, để lại toàn bộ hệ thống điện đài thông tin liên lạc, đêm ngày tung lên không trung phát đi những tín hiệu giả, mệnh lệnh giả. Địch không ngờ rằng thay vào vị trí sư 10, sư 320 là đoàn 968 mới được bổ sung từ chiến trường khác đến. Để củng cố thêm cho phán đoán sai lầm của địch, bên cạnh việc tiếp tục đánh mạnh ở nhiều nơi trên khắp các chiến trường ở Bắc Tây Nguyên, ta còn cho làm thêm nhiều chiếc cầu, nhiều đường mới hướng về Pleiku, Kon Tum. Nhân dân các dân tộc tổ chức meeting đón chờ đoàn quân cách mạng tiến vào giải phóng Pleiku. Tất cả những điều trên càng củng cố nhận định sai lầm của đối phương là Cộng sản Bắc Việt sẽ đánh Bắc Tây Nguyên. Trong khi Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 đã về tới vị trí ém quân ở Nam Tây Nguyên, tướng Phạm Văn Phú lệnh cho quân sĩ đánh ra Quảng Nhiêu và Gia Hờ Leo, cố dò tìm bằng được tung tích Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320. Bắt gặp con đường ta đang làm gấp, quân lính của tướng Phú càng ra sức sục sạo. Cùng lúc ấy, tướng Phú đột nhiên nhận được tin Sư 320 đã rời xuống phía Nam và đang chuẩn bị đánh Thuần Mẫn. Nhưng ở Sài Gòn, chuyên viên tình báo chiến lược Mỹ Frank Snap lại báo cho ông ta biết rằng tuy có dấu hiệu chuyển quân không bình thường của Bắc Việt ở Tây Buôn Ma Thuột,
nhưng hướng chính tập trung của cộng quân vẫn là Pleiku và Kon Tum. Giữa hai tin ấy, vị tư lệnh quân khu 2 liền ra lệnh điều trung đoàn 45 từ Pleiku về Yà Hờ Leo tiếp tục lùng tìm sư 320. Trong lúc đó, những người lính của sư đoàn 320 quân giải phóng lại đang nằm chờ đợi ở đây, chỉ cách Yà Hờ Leo có 5 cây số. Mang tín hiệu mật danh 320, sư đoàn 968 được lệnh nã pháo mãnh liệt vào phía tây Pleiku, uy hiếp hai quận lỵ Thanh An và Thanh Bình. Trong tiếng đạn pháo cấp tập còn nghe âm vang tiếng gầm rú của xe tăng, tưởng đâu là các sư đoàn quân giải phóng đang chuẩn bị đánh lớn ở Bắc Tây Nguyên. Tướng Phú vội điện cho trung đoàn 45 đang sục sạo ở Yà Hờ Leo phải quay về bảo vệ Pleiku ngay. Ta nhanh chóng cắt đường 19, con đường chiến lược huyết mạch từ Pleiku đi Quy Nhơn. Đồng thời những người lính công binh mưu trí dũng cảm sau nhiều ngày đêm vất vả bí mật thăm dò nghiên cứu đã tìm cách làm đường ngầm và bến phà để chuẩn bị cho tăng và xe pháo của ta vượt sông Serepok ở phía tây Buôn Ma Thuột. Trên đường đi trinh sát, những người lính của sư đoàn 316 đã bắt gặp ông Y Duông, một cụ già người ở bản Đôn. Ông đã nói với những người lính cụ Hồ, bộ đội cách mạng cứ yên tâm đánh giặc, đồng bào sẽ không nói chuyện này với bất cứ một ai đâu. Xe tăng và pháo lớn của quân giải phóng đã nằm chờ sẵn trong các cánh rừng. Những gốc cây to cũng đã được các chiến sĩ công binh tài trí, bí mật cưa cắt 2/3 đường kính dưới gốc, tạo điều kiện để xe tăng dễ dàng húc đổ khi băng vào trận. Ta tiếp tục đánh cắt đường 21, nối Buôn Ma Thuột với Nha Trang, khiến đối phương không còn chi viện được cho nhau từ phía biển. Như vậy, tập đoàn phòng ngự Tây Nguyên bị cắt khỏi đồng bằng khu 5. Thế trận đã cài, công việc chuẩn bị cho trận đánh lịch sử cơ bản đã xong. Các tướng lĩnh mặt trận trang trọng ký tên mình dưới tấm bản đồ quyết tâm chiến lược đánh trận mở màn chiến dịch. Đồng chí Chín Cần, tức Huỳnh Văn Mẫn, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành viên của Ủy ban Giải phóng Đắk Lắk nhớ lại. Đối với chiến dịch 30 thuộc, tỉnh ủy chúng tôi nhận thức đây không phải chỉ riêng cho Đắk Lắk mà cho cả Tây Nguyên và cả miền Nam. Do đó, chúng tôi đã hạ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn và phục vụ tốt cho chiến dịch thắng lợi. Đồng chí Bùi San, Ủy viên Thường vụ Khu ủy Khu 5 đã được giao nhiệm vụ đặc phái viên trực tiếp chỉ đạo 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Một ban vận động gồm 83 người được thành lập mà chị Trinh, vợ của đồng chí Chín Cần, là một người trong số đó. Lực lượng này đã hoạt động rất tích cực và đã kịp thời vận động lực lượng bảo an, dân vệ tiến hành binh biến khi ta đánh Thuần Mẫn. Ông Siêu Pui, còn có tên là A Ma Thương, nguyên thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk, nhớ lại. Ở xuân 75, tăng cường giải phóng 30 thuộc, chúng tôi phía Bắc chuẩn bị bắt liên lạc với mục trung đội dân vệ và mục tiêu đội bảo an với nhân dân giáo dục. Khi chúng ta đánh chùm ga là dân vệ và bảo an đó nối dạy quân dân giao súng cho cách mạng và đi theo cách mạng ta. Trong thế hoàn toàn chủ động, ta đánh cắt đường 14, Buôn Ma Thuột hoàn toàn cô lập và
và tách khỏi tập đoàn phòng ngự Bắc Tây Nguyên. Khả năng ứng cứu khi Tây Nguyên bị tấn công bằng đường bộ đã mất. Giải pháp duy nhất của đối phương chỉ còn tính tới đường hàng không. Song, hy vọng mong manh này cũng không dễ dàng, bởi sân bay Cù Hanh đã bị ta pháo kích mãnh liệt. Đêm mùng 9 dạng ngày mùng 10 tháng 3, ta đánh Đức Lập. Tướng Phú và tình báo Hoa Kỳ vẫn cho rằng Bắc Việt đánh Đức Lập, đắc xong chỉ là để thông đường vào Nam Bộ, rằng Cộng sản chỉ đủ sức đánh các quận lỵ vòng ngoài mà thôi. Đúng 2 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3, bằng thế trận hợp đồng quy mô lớn, Sư 316, đơn vị chủ công, được lệnh tiến đánh Buôn Ma Thuột. Khi pháo bắn vào thị xã, quả nổ mở bến của công binh vang dậy bên bờ sông Serepok, cũng là lúc những chiếc xe tăng từ nhiều ngả dũng mãnh tiến vào khu trung tâm. Đối phương khẩn cấp huy động nhiều đợt phi cơ đến ném bom cứu nguy cho đồng bọn, nhưng tất cả đã muộn. Buôn Ma Thuột đã ở trong tình thế khó bề cứu thoát. Khu kho Mai Hắc Đế, một cơ sở bảo đảm hậu cần tại chỗ của quân khu 2 Ngụy, đã nằm trong tay quân giải phóng. Khi chiếc xe tăng đầu tiên của quân cách mạng tiến tới ngã 6, thì như lời thú nhận sau này của đại tá tỉnh trưởng Đắk Lắk Nguyễn Trọng Luật: "Chúng tôi biết, chúng tôi đã thua các ông." Những đường phố này, ngày ấy, đã diễn ra cuộc chống cự tuyệt vọng của địch khi các cánh quân của ta tiến đánh căn cứ Sư đoàn 23. Anh hùng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên đại đội trưởng xe tăng, nhớ lại. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, lực lượng xe tăng và bộ binh chúng tôi được lệnh đánh vào sư bộ 3, mục tiêu chủ yếu của Buôn Ma Thuột. Khi chúng tôi vào cửa mở, tại đây địch đã dùng hỏa lực và bộ binh để ra ngăn chặn và bịt cửa mở, không cho lực lượng quân ta vào. Trước tình hình như vậy, lực lượng xe tăng và bộ binh đã phải dừng lại. Chúng tôi thấy nếu không vào được thì sẽ không giải quyết được mục tiêu. Trước tình hình này, chúng tôi đã dùng xe tăng tiêu diệt những mục tiêu quan trọng ở đầu cầu và một số mục tiêu bên trong, và như vậy lực lượng của ta đã cùng xe tăng đã vào được cửa mở, và chúng tôi đã đánh vào khu truyền tin và đánh vào khu sư bộ 3, và cùng với các cánh quân đã làm chủ trận địa và cắm cờ sư bộ 3 ngày 11 tháng 3 năm 1975. Thiếu tướng Đào Trọng Lịch, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư 316, nói thêm về cuộc chiến đấu ngày ấy. Khi tấn công Buôn Ma Thuột, chúng tôi phải ém quân trước từ 1 đến 3 ngày. Trong quá trình tấn công, kẻ địch đã phát hiện được hướng tấn công của chúng tôi, cho nên chúng đã dùng không quân để ngăn cản bằng bom, bằng pháo và thực hành phản kích bằng bộ binh theo đội hình tấn công của sư đoàn. Song quyết tâm của cán bộ và chiến sĩ của sư đoàn chúng tôi là kiên quyết đánh bại quân phản kích, thực hành tấn công, tiêu diệt Buôn Ma Thuột đúng thời gian quy định. Cùng đường, đại tá Vũ Thế Quang, sư phó sư 23, và đại tá Nguyễn Trọng Luật, tỉnh trưởng Đắk Lắk, tìm đường trốn chạy, nhưng cả hai cùng nhiều binh sĩ đã bị bắt tại trận. Địch hoang mang cực độ. Một ký giả Pháp báo tin Buôn Ma Thuột thất thủ, liền bị gọi tới nhà cảnh sát Đô Thành và bị bắn chết. Lúc này Thiệu kêu gào, tử thủ Buôn Ma Thuột. Phản ứng tức thì của Nhà Trắng là cho hải quân tập trận trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương và điều thêm 9 máy bay B-52 đến sân bay Thái Lan. Để địch không thể cho quân ứng cứu lẫn nhau, quân và dân ta đánh mạnh ở khắp các chiến trường. Ở Trị Thiên Huế, ta kết hợp tấn công với nổi dậy, liên tiếp đánh địch cả ở vùng giáp danh và vùng đồng bằng. Đánh cắt đường 19, giải phóng Tiên Phước, Phước Lâm và hầu hết vùng giáp danh, các lực lượng vũ trang quân khu 5 tiếp tục đẩy mạnh đánh địch ở đồng bằng, đặc biệt là Bình Định, Quy Nhơn. Đồng bằng sông Cửu Long cũng có những trận đánh lớn. Sư đoàn 5 và sư đoàn 3 quân giải phóng đã mở xong hành lang thông với khu 8. Nhiều đơn vị chủ lực của ta đã áp sát ven đô. Với sự phối hợp tấn công đồng khắp này, địch không còn khả năng ứng cứu được cho Tây Nguyên.
nơi đây trước là căn cứ trung đoàn 53 ngụy cùng với sân bay Hòa Bình. Đây là khu vực ta và địch giao tranh quyết liệt. Nếu căn cứ trung đoàn 53 và sân bay Hòa Bình còn thì địch còn cơ sở tái chiếm lại Buôn Ma Thuột. Đại tá Phan Ngọc Mai, nguyên chính trị viên tiểu đoàn đặc công trung đoàn 198 nhớ lại. Trong chiến dịch Ban Mê Thuột, bộ đội đặc công được giao nhiệm vụ đánh chiếm giữ sân bay Hòa Bình, tạo thế chia cắt không cho địch đổ bộ đường không để phản kích chiếm lại thị xã Buôn Ma Thuột. Do đó, trận chiến đấu diễn ra rất quyết liệt, bộ đội đặc công đã chiến đấu 5 ngày 5 đêm, giằng co quyết liệt với địch. Ngày 12 tháng 3, tướng Ngụy Phạm Văn Phú bay đến căn cứ trung đoàn 53. Từ trên cao, ông ta thông báo lệnh phong cho Võ Ân, trung đoàn trưởng, từ trung tá lên đại tá và ra lệnh tử thủ, chờ đợi quân tiếp viện. Phải tới đợt tấn công thứ 3, ta mới dứt điểm được căn cứ 53 và sân bay Hòa Bình. Đại sứ Mỹ Martin khi ấy đang ở Mỹ điện về cho Tổng thống Thiệu. Trong một vài tuần tới, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần đánh một trận đẹp mắt với quân Bắc Việt Nam để công chúng thấy rõ. Điều đó có tác dụng phản ứng chính trị thì ở đây sẽ rất tốt nếu có sự kiện như vậy. Đó là canh bạc có thể đem lại lợi ích tốt đẹp. Ngày 11 tháng 3, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã họp, nghe báo cáo diễn biến tình hình chiến sự. Với sự cân nhắc thận trọng, đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã đặt câu hỏi: Buôn Ma Thuột đã phải là trận mở đầu cuộc tổng tấn công chiến lược chưa? Trên cơ sở nhận định mới về mặt trận, một chỉ thị đã được điện gửi ngay cho Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên: nhanh chóng củng cố vùng mới giải phóng, sẵn sàng đánh phản kích, phát triển lực lượng lên hướng treo reo, chưa vội phát triển vào Nam. Sáng 12 và 13 tháng 3, địch dùng trực thăng đổ trung đoàn 45 xuống đường 21 Đông Buôn Ma Thuột. Cùng lúc, cả sở chỉ huy nhẹ và trung đoàn 44 được đổ xuống Phước An, áp sát căn cứ 53 và sân bay Hòa Bình. Đối phương không thể ngờ, các bãi đổ quân đều nằm trong thế trận răng sẵn của ta. Cả quân lính và sở chỉ huy địch đều bị diệt gọn. Ta đã rất nhanh, rất sáng suốt trong nhận định và chuẩn bị lực lượng, nên đã sớm giành được thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trong đánh địch phản kích. Tại chiến trường xưa, Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, nguyên Trung đoàn Phó Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 kể: đơn vị chúng tôi bố trí đội hình đánh địch phản kích ở phía đông thị xã Buôn Ma Thuột. Thì chiều ngày 12 và sáng ngày 13 tháng 3, địch dùng máy bay đổ quân vào trận địa. Đơn vị chúng tôi đã dùng súng hỏa lực và súng bộ binh bắn thẳng vào đội hình máy bay của địch đổ quân. Sau mấy ngày chiến đấu ác liệt, địch cơ bản đã bị tiêu diệt. Đến chiều ngày 18 tháng 3, tàn quân địch chạy về Chư Cúc. Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 đã dùng lực lượng truy kích và tiêu diệt nốt địch ở Chư Cúc. Chuẩn tướng Lê Trung Tường, Sư trưởng Sư 23 cùng chiếc máy bay bị ta bắn rơi ngày ấy nhớ lại: khi cách mạng mở cuộc tổng tấn công vào Buôn Ma Thuột thì các trục lộ tiếp vận cho sư đoàn cũng như cho quân đoàn đều bị cắt đứt, quốc lộ số 14, 21 và quốc lộ số 9. Do đó phải nhờ vào khả năng của không quân, nhưng mà phi trường Pleiku và Cù Hanh phi cơ không cất cánh được. Vào ngày 12, tôi đã đi thám sát quanh vùng Buôn Ma Thuột để coi tình hình thì bị phòng không của cách mạng bắn rơi. Tinh thần binh sĩ rất là dao động trước sức tấn công của cách mạng, các cứ điểm lân hồi bị mất và tan rã rất nhanh chóng.
ngày 13 tháng 3, Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện cho Bộ Chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên. Trường hợp địch bị tiêu diệt một bộ phận sinh lực lớn, mất thị xã Buôn Ma Thuột và các quận lỵ Chi Khu. Việc chia cắt chiến lược đường 19 thực hiện tốt thì có khả năng chúng tập trung lực lượng ở Tây Nguyên về Pleiku. Cũng nên nghĩ đến khả năng chúng buộc phải rút lui chiến lược. Vì vậy, cần hình thành ngay bao vây Pleiku, chuẩn bị tốt để tiêu diệt địch cả hai tình huống. Ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Ngụy Trần Thiện Khiêm thị sát quân khu 1 và quân khu 2. Một cuộc họp khẩn cấp các tướng lĩnh chính quyền Sài Gòn đã được tổ chức tại Cam Ranh. Nguyễn Văn Thiệu buộc phải đi đến quyết định rút bỏ cao nguyên Trung Phần, nhưng vẫn cố nói cứng rằng bỏ đất để rồi đánh chiếm lại. Rút bỏ cao nguyên, tin ấy làm náo động tinh thần quân sĩ ở khắp mọi nơi. Dân chúng và nhất là số vợ con lính Ngụy mạnh ai nấy chạy. Nguyễn Lê Hòa, nguyên hạ sĩ quan Ngụy, một nhân chứng của thảm cảnh bi đát ngày ấy, kể lại. Sư 23 rút khỏi Pleiku là cả cái quân đoàn mà rút, thì cái tinh thần binh lính của cái thị xã Pleiku rất là hoang mang hỗn loạn. Là ở ngoài thị xã, các nẻo đường đều có mọi sắc lính, mọi sắc áo của lính mang vũ khí đi cướp bóc, bắn phá các cái cửa tiệm, đồng thời dọa để mà lấy tiền của dân, những người còn lại, đồng thời đốt cả cái chợ mới Pleiku. Tướng Phú trên máy bay thị sát hết sức lo lắng trước cảnh dòng người tháo chạy trên đường số 7. Không để cho địch chạy thoát, các chiến sĩ quả cảm của ta suốt ngày đêm cắt rừng truy kích địch. Con đường 7 trở thành con đường bi thảm. Nguyễn Duy Hợi, nguyên tiểu đội trưởng ngày ấy, kể lại. Khi nhận được lệnh, đơn vị chúng tôi cơ động về Nam thị xã Châu Giao để chốt chặn cái đường số 7 mà địch nó tiến hành co cụm ở thị xã, nó chuẩn bị rút về Thi Hòa. Thì đơn vị tuyệt đối giữ bí mật. Thì trước khi địch nó cơ động thì nó cho pháo binh, rồi nó cho máy bay nó đánh phá liên tục ở trên trục đường. Anh em hy sinh tổn thất tương đối lớn. Thế địch nó cơ động bao nhiêu lần lượt mà cứ vào cái đội hình thì đều bị tiêu diệt. Thế sau 2 ngày liên tục cơ động không được nữa thì nó vòng qua đằng sau cái đơn vị chốt và lên. Thế tiểu đội tôi phát hiện được là nó vòng vượt đằng sau chúng tôi lên với chặn đầu cái đội hình. Thì bắn cháy cái xe tăng M48 của địch thì đội hình nó tắc lại. Thế nó chống cự lại một số nhà mình tổn thất. Thế đơn vị bao vây rồi gọi thì một số nó chạy, một số nó ra hàng. Treo Reo, Phú Bổn trở thành địa danh lịch sử không thể nào quên trong ký ức nhiều người. Đồng chí Hoàng Lâm, nguyên bí thư thị ủy Phú Bổn nhớ lại. Quân địch sau khi rút chạy ở đây, lực lượng ta đã tấn công tiêu diệt địch ở tại khu vực sông bờ. Xác địch đó, thì là chết thơ bên dọc đường đó, thì ngón ngang, xe cổ đó, thì nó chồng chất lên nhau đó, là đua với nhau chạy, đó, chiếc này lên chiếc khác. Quân ta nó tiếp tục truy kích và tiêu diệt địch. Thảm cảnh cuộc rút chạy còn để lại dấu vết trong nhiều cuộc đời, hạ sĩ Tiên kể. Trong lúc đó, đoàn quân giải phóng, họ pháo tới gây cái cảnh hỗn độn. Tôi đi xuống dưới vực thẳm để lấy nước cho con tôi nó uống. Thì khi đó tôi xuống dưới vực thẳm á, là thấy mấy anh em biệt đồng quân á, họ lấy cái miếng comrade á, họ để dưới đất sình á, họ vắt nước ra họ uống, thành ra là tôi trở lên là mới biết con tôi là lạc rồi. Sau khi chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ làm chủ của chiến trường rồi thì tôi cho tiểu đội đi thu gom dân. Cái số dân này thì địch nó lùa đi để làm bia đỡ đạn. Mà nhất là các cái cháu nhỏ lạc cha mẹ trong rừng thì tương đối nhiều, khoảng gần 200. Khi chúng tôi gom được rồi thì lấy cái thực phẩm sữa, mì tôm, gạo của địch là phân phát cho bà con và hướng dẫn bà con là về quê làm ăn. Người dân Buôn Ma Thuột chưa quên trận ném bom làm chết hơn 200 người của không quân Ngụy, phụ tá của Lê Trung Tường nhớ lại. Ngày 19 tháng 3 năm 1975, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thả bom tại chợ Buôn Ma Thuột và tại nhà tôi 57 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, đã làm tổn thất nhà tôi sập đổ và trong đó có 5 người chết. Có một người chị của tôi, 2 người em của tôi, vợ tôi và người con gái của tôi.
còn Hạ Sĩ Tiên hơn 10 năm sau mới tìm lại được đứa con gái bị lạc khi rút chạy ở Treo Reo. Những người đùm bọc và gây dựng hạnh phúc cho con gái anh lại chính là bà con dân tộc ít người của vùng đất Tây Nguyên. Đám tàn quân rút chạy về Củng Sơn cũng không sao thoát khỏi bị chặn đánh. Còn đâu cái sư đoàn từng được Thiệu tuyên phong là Nam Bình, Bắc Phạt, Cao Nguyên Chấn mà uy danh gắn liền với tội ác trước những đòn tiến công quyết liệt của quân và dân ta trong những ngày tháng 3 lịch sử. Tướng Phú trong thế cùng quẫn lại bị Thiệu cách chức, ông ta đã tự sát. Đám tàn quân địch chạy rẽ sang đường 5, nhưng ở đây họ lại đụng đầu với bộ đội địa phương và du kích tỉnh Phú Yên, người và xe ùn lại bên bờ sông Ba. Đồng chí Nguyễn Duy Luân, nguyên bí thư tỉnh ủy Phú Yên cho biết: khi chúng tôi được tin báo là địch từ Bà Mưa Thuột sẽ rút về đường 7, nhưng mà chúng tôi đoán là địch không thể xuống đường 7 mà sẽ rẽ đường 5. Do đó cho chúng tôi tiến hành toàn bộ lực lượng và quả lực và chỉ huy đều triển khai ở đường 5. Và khi địch đúng xuống đường 5 là đúng kế hoạch của chúng tôi, cho nên chúng tôi trận đến suốt 7 ngày đêm thì như vậy là mới dứt điểm cái trận địa ở đường 5. Trận Buôn Ma Thuột mở màn chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã tạo nên đột biến làm xoay chuyển cục diện chiến trường. Thiệu và bộ máy tuyên truyền của ông ta tìm cách chấn an dư luận. Nhưng tại Cao Nguyên, chúng ta một phải chống bốn. Do đó, đã cần tới một sự tái phối trí quân lực để việc chiến đấu được hữu hiệu hơn. Vì vậy, quân lực ta đã không tìm cách cố thủ Kon Tum và Pleiku. Các phái đoàn thanh tra tình hình chiến sự được Thiệu cử gấp đi thị sát trên các địa bàn quân khu 1, quân khu 2. Mặc dù tìm cách bưng bít, nhưng tin thất trận dồn dập đã bay về Đô Thành. Sài Gòn xáo động, đô trưởng, tư lệnh biệt khu hô hào phòng thủ Sài Gòn, phát truyền đơn kêu gọi dân chúng bảo vệ Sài Gòn. Tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, Tổng thống Mỹ Johnson luôn lo lắng rằng từ Tây Nguyên quân Cộng sản sẽ tiến xuống cắt đôi miền Nam. Điều ám ảnh ông Johnson cũng là sự lo lắng của Tổng thống Gerald Ford. Khi Tây Nguyên bị mất, Tổng thống Ford điện ngay cho Thiệu: về phần tôi quyết định rằng nước Mỹ sẽ đứng đằng sau Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút nghiêm trọng này. Tướng Owen một lần nữa lại được phái đến Sài Gòn bàn kế hoạch đối phó. Làm sao ngăn được dòng thác lớn đang đe dọa sự tồn vong của một chính thể do Mỹ dựng lên. Chiến thắng Tây Nguyên, chiến thắng của các chiến trường phối hợp làm nức lòng đồng bào cả nước, tạo nên một không khí sôi nổi thi đua chi viện cho mặt trận. Cả nước một lòng hướng ra tiền tuyến. Thắng lợi ở Tây Nguyên đã tạo ra bước ngoặt mới. Ngày 18 tháng 3 1975, Bộ Chính trị đã họp và đi đến quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam từ 2 năm xuống 1 năm và quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Ngày 20 tháng 3, Quân ủy Trung ương điện cho Bộ Tư lệnh Mặt trận, động viên cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm thật lớn, truy kích tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng các tỉnh ven biển kể cả Nha Trang và Cam Ranh, đồng thời khẩn trương triển khai việc chuẩn bị mọi mặt ở hướng trọng điểm. Được lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, từ Tây Nguyên, quân ta chia thành 3 mũi phát triển chiến dịch, tiến xuống vùng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ. Trong khí thế áp đảo,
bộ đội địa phương cùng nhân dân nhanh chóng tiến đánh Bình Định, làm chủ Quy Nhơn. Tại Phú Yên, bộ đội chủ lực và quân dân địa phương đã phối hợp triển khai tấn công vào thị xã. Tốc độ tiến công nhanh đến mức chuẩn tướng phó tư lệnh quân khu 2 Trần Văn Cẩm không kịp lên chiếc trực thăng đã nổ máy chờ sẵn để chạy trốn. Với thế mới, lực mới, trước thời cơ mới, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập quân đoàn 3 trên cơ sở các đơn vị bộ đội của mặt trận Tây Nguyên. Thiếu tướng Vũ Lăng được cử làm tư lệnh, đại tá Đặng Vũ Hiệp chính ủy. Đèo Phượng Hoàng quanh co hiểm trở ngày ấy đã được mệnh danh là cửa tử trên con đường tiến vào Nha Trang. Lữ Dù Ba Ngụy được điều về đây chốt giữ. Phải mất thêm 3 ngày đêm chiến đấu ác liệt, ta mới đập tan được tuyến phòng ngự này để tiến đến Nha Trang. Tấn thảm kịch hoảng loạn khi Tây Nguyên thất thủ đang lặp lại tại đây. Bọn tướng tá tỉnh trưởng các tỉnh ven biển không ngờ rằng dòng thác cách mạng đã sầm sập đổ xuống ngay đầu chúng. Tất cả cùng nháo nhào, tháo chạy. Nhân dân vùng mới giải phóng vô cùng phấn khởi đón chào đội quân cách mạng. Các ủy ban quân quản mau chóng được thành lập. Sức mạnh của các đoàn quân giải phóng như được nhân lên bởi tấm lòng bà con cô bác bấy lâu trông chờ, mong đợi. Từ rừng xuống biển, về đồng bằng là bao nhiêu ao ước, khát khao. Buôn Ma Thuột là trận đột phá khẩu chiến lược. Chiến thắng Buôn Ma Thuột tạo sự đột biến chiến dịch. Cuộc phản kích rồi cuộc rút lui chiến lược của địch bị đánh bại, biến thắng lợi chiến dịch thành thắng lợi chiến lược đã tạo một bước ngoặt lớn về thời cơ. Những người lính chí dũng của Bác Hồ bằng máu, mồ hôi, bằng quyết tâm không gì lay chuyển nổi tiếp tục tiến ra phía trước trong thế trận mới, thời cơ mới.